Con giận mẹ rồi làm gì? Con định làm gì đó? Định làm gì? Tự nhiên giận mẹ rồi leo lên bàn thờ. Giận mẹ rồi làm gì? Tự nhiên leo lên bàn thờ Ba Long làm gì đó? Hả? Con định mẹ ơi, trên khung 300 rồi. Rồi sao? Con giận mẹ thôi. Giận mẹ rồi sao? Tự nhiên giận mẹ rồi sao? Hả? Tự nhiên giận mẹ leo bàn thờ Ba Long làm gì đó? Cái gì? Không cho người ta nói hả? Con nói đừng. Cái gì? Kìa, ở sau lưng kìa. Cái gì ở sau lưng trời? Cái chuột ở đâu? Cái chuột ở đây nè. Cái chuột đang cắn mẹ đó. Rồi tự nhiên giận mẹ leo lên bàn thờ Ba Long kiếm gì cho anh nè? Mét cái gì? Làm gì mét khoai lông? Bánh mẹ đi. Rồi sao nữa? Tự nhiên giận mẹ lên mét Ba Long gì? Con không mẹ, con không mẹ rồi. Con không Ba Long. Con không Ba Long hả? Hết thương mẹ rồi hả? Đúng không? Đúng không? Trời ơi, dạo này thấy ghê không?